Xin cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh đồ gỗ chưa đủ của chúng em hôm nay ạ. Hôm nay cơ sở đồ gỗ của chúng em cũng xin giới thiệu lên cho các bác là một bộ bàn ghế cổ đồ đại ạ. Bộ này gồm có là 12 món ạ, 4 ghế đơn, một băng dài, một bàn và 6 đôn ạ. Được làm trên nền là cây gỗ cụ hay còn gọi là gỗ mặt của mặt này. Bộ này là siêu to luôn các bác nhé. Bộ này kê vào khách khoảng là 12 đến 15 mét vuông thì mới có thể kê được bộ này. Đó. Thì bên cơ sở đồ gỗ thì chúng em xin giới thiệu các bác sản phẩm đầu tiên đây, đó là một chiếc tủ chè các bác nhé. Đây là một chiếc tủ chè mini, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé, được làm trên nền là cây gỗ chắc ta Việt Nam ạ, và được cấp xà cừ Singapore đỏ nửa vàng chanh luôn. Và giờ em sẽ đo thông số cho các bác cùng được tham khảo về cây tủ chè này. Chiếc tủ này có kích thước chiều dài là 60 cm, chiều sâu là 18 cm và chiều cao là 24,5 cm ạ. Một chiếc tủ chè mini thu nhỏ của chiếc tủ chè lớn các bác nhé. Được cẩn ốc xà cừ Singapore đỏ được vàng chanh luôn. Các bác có thể thấy đây là một chiếc cánh cong các bác nhé. Được cẩn cảnh chim hoa cực kỳ là đẹp luôn. Tất cả những cái hoa nhỏ này đều xen lọng hết các bác nhé. Tất cả đều được xen lọng luôn. Phần chân phần bệ này cũng được cẩn hết những đường dây leo các bác nhé. Đó, cực kỳ là vip luôn. Em đo bằng chân ở đây là khoảng 3 cm, vuông 3 cm. Bệ dạ liễu của chiếc tủ chè mini này cần cảnh sen vịt quá nhé. Ốc xà cừ Singapore đỏ nửa vàng chanh. Với một chiếc tủ như thế này thì bên cơ sở này cũng sẽ giao lưu với các bác với giá là 25 triệu ạ. 25 triệu một chiếc tủ chè mini gỗ chắc ta Việt Nam, ốc xà cừ Singapore đỏ nửa vàng chanh với giá 25 triệu. Bên em sẽ phát phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác ạ. Rồi sản phẩm tiếp theo em có đây là một chiếc bàn bày đồ các bác nhé. Đây là một chiếc bàn bày đồ được làm trên nền là cây gỗ cụ ạ, hay còn gọi là gỗ mặt của mặt ạ. Và có thông số kích thước em đo ở đây là khoảng 130 cm, chiều sâu là 40 cm và chiều cao khoảng 81 cm. Nó được đục chạm là mai cải thọ các bác nhé. Giờ các bác đến lại gần hơn để xem chi tiết hơn về cây bàn bày đồ này. Phần mặt trên các bác nhé. Có một tấm lá liền luôn, được khung bao, được đục chạm trúc ạ. Liễu thì được đục chạm là một cây mai, cũng như là ở giữa là có một chữ thọ. Cực kỳ là sắc nét luôn, đục chạm cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Chân cũng được đục chạm là một cây lục bình hoa mai. Em đo chân bảng ở đây là bảng 7 cm các bác nhé, 3 x 7 cm, cực kỳ là lớn và dày luôn. Phần tay này được cuốn các bác nhé, phần đầu bàn này. Đó, được làm cuốn cực kỳ là đẹp luôn. Đó, và phần hông ngang đục chạm những cái đường chuyển thôi nhé. Trước bàn bày đồ này thì được đục chạm mà tứ diện thôi nhé, mặt trước cũng như mặt sau luôn. Đó, em sẽ quay sang phần mặt sau cho các bác coi, mặt trước cũng như mặt sau với một chiếc bàn như thế này. Đó, tứ diện luôn, đục chạm cực kỳ là sắc nét luôn thôi nhé, đục chạm kinh bong luôn. Với một chiếc bàn như thế này thì bên cơ sở đồ gỗ chủ lượng em cũng xin giao lưu với các bác với giá là 4 triệu 500 nghìn ạ. 4 triệu 500 nghìn, bên em sẽ bao phí ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn. Với một chiếc bàn bày đồ với giá 4 triệu rưỡi ạ. Rồi sản phẩm tiếp theo đây, em có đây là một bộ trường kỷ các bác nhé. Đây là một bộ trường kỷ của đồ đại, bộ gồm có 12 món ạ, siêu to luôn các bác nhé. Được làm trên nền là cây gỗ cụ gọi là gỗ mặt của mặt này. Thì em sẽ đo thông số chiếc bàn cho các bác cùng được tham khảo ạ. Chiếc bàn này có kích thước chiều ngang là 117 cm, chiều dài là 155 cm, cực kỳ là lớn luôn các bác nhé. Chiều cao là khoảng 75 cm. Giờ các bác đến lại gần hơn để xem chi tiết về chiếc mặt bàn trước ạ. Phần mặt bàn ạ. Phần bên trong của chiếc bàn này đây thì được cận cảnh là một cây tùng hạc bách điểu các bác nhé. Phần phía ngoài thì được cẩn là bốn giỏ hoa bốn góc. Và thêm một cái vòng tròn ở phía giữa tạo cho điểm nhấn cho một chiếc bàn này. Được cẩn thêm là những chữ thọ các bác nhé. Khung viền ngoài thì được cẩn là những ô tráng cũng như là những cảnh cây tứ quý tùng trúc cúc mai ạ. Cực kỳ là đẹp và sắc nét luôn các bác nhé. Cẩn cực kỳ là kỹ luôn. Còn phía dưới chân quây bệ của chiếc mặt bàn này, nó được cẩn hết các bác nhé, nó được cẩn hết những dây leo này, những dây leo.
chân được chạm là dây thọ các bác nhé. Em đo mặt chân ở đây là vuông 9,5 chen 10 sen ạ. Đó, cực kỳ là lớn luôn. Nó được cực kỳ là kỹ luôn các bác nhé. Đường dây leo liên chỉ. Đó, cũng như là những ô chám cực kỳ là đẹp luôn. Đó, được cực tứ diện bốn xung quanh luôn các bác nhé. Đó, tiếp theo đây là hai chiếc đôn ở phía trước ạ. Đó, giới thiệu hai chiếc đôn cho các bác ạ. Chiếc đôn này em đo phía trước ở đây là bảng là 40 x 50 và cao là 50 cm. Phía mặt trước này cũng được cẩn là cạnh một cây hồng các bác nhé. Đó, khung viền ngoài cẩn những ô chám cũng như là cạnh dây neo liên chỉ. Đó, chân phần bệ cũng được cẩn cực kỳ là kỹ yêu nhé, cực kỳ là sắc nét luôn. Em đo chân ở đây là bảng là vuông 8 cm. Đó, vuông 8 cm của chiếc đôn nhỏ này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, tiếp theo đây em sẽ giới thiệu sang phần chiếc ghế đơn các bác nhé. Bốn chiếc ghế đơn này thì giống hết nhau nên em sẽ quay đại diện một chiếc thôi. Các bác nào cần chi tiết hơn thì em sẽ quay chi tiết hơn cho các bác ạ. Đó, em đo chiếc ghế đơn cho bác còn được tham khảo ạ. Chiếc ghế đơn này có kích thước mặt là chiều ngang là 75 cm, chiều sâu là 65 cm và chiều cao tổng thể là khoảng 125 cm. Rồi em sẽ quay chi tiết lại chiếc ghế này cho các bác cùng được tham khảo ạ. Đó, phần phía giữa này thì được cẩn cảnh là phu thê các bác nhé. Đó, ốc xà cừ Singapore 7 màu cực kỳ là đẹp luôn. Đó, lá trong đây là lá liền tấm các bác nhé. Chiếc lá này dày khoảng 3 cm các bác nhé, cực kỳ là dày luôn. Đó, khung viền ngoài được cẩn đây là những ô tráng dây neo liên chỉ. Đó, và phần khung ngoài nữa đây thì cũng được cẩn những ô tráng các bác nhé, cũng như là tạo nó những điểm nhấn của những đường truyện này. Đó, phần vai trên này thì được cẩn hết những ô tráng dây neo liên chỉ. Đó, cực kỳ là sắc nét các nhé, tơ tóc luôn. Đó, em đo khung cột ở đây, bảng cột ở đây là bảng 4 cm các nhé, bảng 4 x 4. Đó, còn đây là em quay sang phần tay cho các bác coi. Đó, phần tay này bảng là 4 x 8 cm, cực kỳ là dày đó các nhé, cẩn những đường dây neo lên chỉ, cực kỳ là tơ tóc luôn. Đó, phần mặt này thì được cẩn cảnh cây tu quý các nhé, tùng trúc cốc mai ở bốn cây bốn ghế ạ. Đó, còn phía dưới này cũng đều được cẩn hết cấu nhá, cái phần dạ này dây neo liên chỉ cực kỳ là tơ tóc luôn. Diễu thì được đục chạm là dây thọ ạ. Đó, chân em đo bảng chân ở đây là bảng chân vuông 10 cm, cực kỳ là lớn luôn nhé, cũng được cẩn tứ diện luôn. Đó, em sẽ qua sang phần hông ngang cho các bác coi. Đó, ốc xà cừ Singapore 7 màu cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đó, phần mặt sau. Đó, phần mặt sau cũng được cẩn y như mặt trước luôn. Đó, và được nô đằng sau này thì đụng chạm kênh mong là cảnh cổ đồ Đông Bích các bác nhé. Đó, cảnh cổ đồ Đông Bích cũng như những dây neo liên chỉ cực kỳ là dày dặn sắc nét luôn. Đó, tiếp theo sẽ quay sang phần chiếc ghế đoạn dài cho các bác cùng được xem chi tiết hơn. Đó, chiếc ghế đoạn dài này thì em sẽ đo thông số cho các bác cùng được tham khảo ạ. Đó, em đo mặt ở đây là kích thước là 197 cm. Đó, và chiều sâu khoảng 65 cm và chiều cao của chiếc đoạn dài này 127 cm ạ. Đó, đây chiếc đoạn dài này được chia làm 3 nô các bác nhé, cực kỳ là lớn luôn. Đó, phía giữa này thì được cẩn cảnh phu thê viên mãn cũng như hai cảnh hai bên được cẩn cảnh chim hoa. Đó, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đó, tất cả những cái bông hoa này đều được xen lọng hết các bác nhé, cực kỳ là kỹ luôn. Đó, khung viền ngoài cũng được cẩn hết những ô chám dây neo liên chỉ. Đó, xem vào đó là được chạm những con tiện các bác nhé. Đó, những con tiện ở phía trước đoạn dài này. Đó, cực kỳ là hài hòa, kết hợp hài hòa cho chiếc ghế đoạn dài này. Đó, em đo tiếp theo là phần mặt các bác nhé, phần mặt của chiếc đoạn dài này cẩn ô chám dây neo liên chỉ cảnh tứ quý tùng trúc cúc mai, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đó, chiếc đoạn dài này thì cũng được cẩn tứ diện luôn. Đó, đúng như chiếc mặt bàn, mặt đôn, mặt ghế đều được cẩn tứ diện luôn các bác nhé. Chỗ này em hơi chặt, em không quay chi tiết được, thì các bác nào cần quay chi tiết hơn về bộ trường kỷ này thì em sẽ quay chi tiết lại để gửi cho các bác cùng được tham khảo về bộ trường kỷ 12 món này ạ. Đó, với một bộ trường kỷ như này thì bên cơ sở đồ gỗ Chu Đựu của chúng em cũng xin giao lưu với tất cả các bác ạ, với giá là 165 triệu ạ. Đó, 165 triệu bên em sẽ 3 phí ship vận chuyển tại nhà luôn. Đó, giá này là giá đã thanh lý đầu năm cho các bác luôn nhé. Đó, khai xuân đầu năm với giá 165 triệu thôi.
bên em sẽ 30 ship vận chuyển tại nhà cho các bác luôn ạ. Và bên em còn rất nhiều rất các sản phẩm khác. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm nào thì cứ liên trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo 0912 862 834 ạ. Em sẽ cùng tư vấn lại cho các bác về các sản phẩm mà các bác muốn quan tâm ạ. Và các bác nào mà xem video thì hay thấy đẹp ạ thì hãy cho bên cơ sở đồ gỗ Chu Lũ của chúng em là một like cũng như là một đăng ký kênh ạ, để cơ sở đồ gỗ Chu Lũ chúng em mà phát triển hơn cũng như là ra những video mới, sản phẩm mới để đưa đến cho các bác cùng được tham khảo ạ. Và cơ sở em cũng xin dừng video tại đây và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Em xin chào và cảm ơn.